Hi, mình chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở La Ăn Cừu thuộc thành phố Huế. Và nơi đây có một mẹ già, một nghệ nhân năm nay đã 80 tuổi mà mẹ vẫn còn giữ được một cái nghề truyền thống, đó là bánh đúc mật. Thì hôm nay mọi người sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẹ cũng như cái nghề truyền thống này nhé. Bắt đầu. Mẹ gái là cô gái Huế chính gốc, duyên dáng, hiền lành, giờ đây đã sáng tuổi 80. Nhiều người mê thử bánh xanh mướt, mềm mại, gói trong miếng lá chuối dân dã, kèm với hũ mật đường ngọt thơm của mẹ. Đó chính là bánh đúc mật. Cái này là lá bông bông vẫn mẹ. Lá bông bông này là mình mua hay mình hái mẹ? Mua đấy, lá đấy. Mà cái này là con nghe nói là cũng hàng thì tùy theo mua đấy phải không? Dạ. Làm ăn được, là khó làm, thường thứ nó khó làm lắm. Dạ. Hàng một con nám là làm được. Dạ. Có do nám là hàng bị vang. Nám. Dạ, vang là cái lạ kỳ bánh hàng không đẹp được không? Nơi nào có mỹ lạ có cái vang cái. Dạ. Một cái lạ đó. Là mình chỉ bạn thường là vô mua súng với bạn mỹ. Mua súng có năm năm mẹ không chơi mẹ bạn qua tháng tư. Dạ. Hết tháng tư mẹ mới nghỉ nè. Dạ. Rồi thì nếu mình bạn bạn thì mình bạn chi mẹ? Dạ, cái việc bạn thì chi mẹ đang lo đây. Dạ. Cứ năm nữa là ở đến thế là có bạn như món này. Dạ. Đồ gen này, đồ mã mướp đó. Có đất đan thì để tỏa với đây đất mô cháu. Dạ. À khi đấy mẹ ở mô? Dạ, đến chỗ các bạn đi đến chỗ ô tô thừa thiên này nè. À, thì chứ họ giải tỏa về đây. Dạ, đưa đứng đây rồi mừng da cao ngôn đó. Dạ. Thường là giả cái lá bông bông như là khoảng 7 tiếng mấy. Để mang sớ như đi. Mẹ cũng thực ra khi nào mấy giờ mà mẹ sẵn hết. À kiểu là mình thử 12 giờ mình đi gần giờ đúng không? Dạ. Là dạ khi một lần tới ra là được. Ừ, dạ. À, màu sẵn đẹp hay màu sẵn tự nhiên luôn. Mày thơm chưa? Dạ thơm. Ừ, mùi rất là thơm luôn á. Thơm chứ không được là nghe bữa nào thơm nữa. À dạ, chỉ có mình. Mùi gần tết là mình á. Chỉ có nặng là chiều thôi. Vang lạ lắm, màu vang hẳn đẹp nữa. Dạ, nặng lạ. Dạ. Có được màu xanh mướt và thơm ngon như thế, mẹ phải giã lá bông bông và lá dứa, vắt lấy nước để phá vào bột. Công đoạn giã lá cần rất nhiều sức. Mẹ nói phải vừa giã liên tục, vừa phải trở lá đều tay, không được nghỉ giữa chừng. Mẹ dù 80 tuổi vẫn giã lá bằng chay và cối như từ trước đến giờ. Công đoạn vắt lấy nước cũng tốn nhiều lần, mẹ phải lọc cho kỹ, khi nào sạch thì mới được. Bột á, thì phải làm từ bột gạo ruộng, tức là loại gạo ngon, xay nhuyễn với một ít nước vôi. Là mẹ cứ đi bán về là làm? Mẹ làm bán về và làm. Dạ. Làm thì mới đi bán cho con nữa thôi. Làm buổi tối mới làm. Dạ. Buổi tối đường tôi sẽ mạnh bóc hồ cũng xay. Dạ. Ông đóng vào cuốn sách mà kêu ông đi đem qua Mỹ rồi. Dạ. Là trong cuốn sách nữa là có ghi nguồn gốc. Nguồn gốc là khi mua một ngày thì người về là ngày ăn bánh ní, về mua ní là dễ ngay mua xuống á. À, là cứ vua là khỏe ăn cái món như đi. Còn nói là đất nói là đất của làng. Dạ. Mình ở đây là đất của làng. Dạ. Mà cái đàn là của vua. Dạ. Kêu kêu cái đường như lúc kiểu cái đàn thế. Vua là kêu cái đàn. Bột mì làm từ bột gì rồi mẹ? Gạo ruộng mình á, gạo ruộng, gạo kháng dân cho gạo chứ mình được hết. À, đúng gạo ruộng hẳn mới làm được. Ừ. Con gạo đi làm hẳn thơm ướt lắm, tại nó hơi độ xấu ạ. Loại bánh đúc sẵn này chỉ tròn vị khi ăn với mật. Mẹ có nói ngày xưa thì mẹ làm từ thử mật mía mua ở La Văn Xá. Mà giờ thì La Văn Xá không còn sản xuất mật mía nữa, nên mẹ dùng đường cát để nấu thành mật. Mật được nấu lên thêm một ít nước cốt chanh cho thơm. Là cái xóm đi từ hồi giải phóng dư. Ừ, giải phóng. À. Lắm dư đó, cái cảm. Yeah. Mật lên màu nấu giống kiểu mà màu vẹt lý. À. Đẹp thế. Tiếp tục thì cho bột đã phá màu vào nồi rồi nấu.
thời gian nấu khá lâu và vì bếp củi nên cực kỳ là nóng luôn mọi người. Mình quay mà đứng từ xa vẫn còn nóng, huống chỉ là mẹ. Vậy mới thấy được cái sự yêu nghề của mẹ. Và mẹ có tâm sự với mình là nghề thì sau này đã có người nối tiếp rồi. Nhưng mà mẹ dặn lại con cháu khi mà mẹ 8 tuổi thì trồng trước mồ mẹ 2 cây bông bông, vì đó là kỷ niệm, là nghề nghiệp và là tình yêu của cả đời mẹ. Mình cứ quẩy được khi mô là đặt lại là thôi. Hàng tới là mình bắt đầu đánh. Dạ. Đánh chú đều chứ không thôi sợ tích cực. Dạ. Mà răng là phải dùng bếp lửa đi, mẹ cũng dùng bếp cát được đấy, nóng đi. Không, bếp lửa thôi, cụ đi buôn bán á. Dạ. Nấu mình tránh, bụng đó, nấu cũng vậy đó, con trả tớ thì nấu. Dạ, dạ thì... Mình đã mì bán được, mẹ sợ. Vậy là chị cũng nổi tiếng ý, cụ rẻ hơn. Tiếng thôi mà... Dù là nóng mà rẻ hơn. Quần triệu rưỡi nó gần 2 tháng rồi. À. Đó, dạ. Nó gà thông mấy. Dạ. Mẹ mở gà, mẹ sợ. Dạ. Mẹ sợ... Chúng tôi tế rồi bị nguy hiểm nữa, ra dạ, rồi hay quên này kinh kia nữa. Dạ, sợ. Dạ. Bởi vì khi nấu ra ăn được mấy cái xó nó đẻ nó bắt cái đấy thôi. Dạ. Cá cẩn thận con họ đủ tí đi. Chứ là mẹ làm nghề đi từ khoảng, mình bắt đầu khoảng mấy tuổi mẹ? Hồi đi bạn mì mẹ nồi là 11, 12 tuổi chứ đó. À, là mình theo mẹ của mẹ. Mẹ nồi á, đi chơi mẹ nồi á. À, là mẹ nồi của mẹ. Tuyên cho mẹ. Ờ, có sao khi mẹ nồi mất qua đời rồi là... Mẹ làm theo. Mà của mẹ lên làm dấu nợ nội gọt như đấy. À. Mà chứ... Mà của mẹ là làm bạn bảo thời gian. À, sau khi khuấy đảo liên tục hơn 30 phút thì bánh sẽ từ từ đặt lại. Mẹ thử vài lần, khi nào đạt thì đổ ra mẹt. Những chiếc mẹt này được mẹ lọc bằng lá chuối đã lau sạch. Lá này là tại tí mình đổ bánh đây là mẹ. Cái đổ bằng cái lá chuối đi mới được. Chỉ có lá chuối thôi. Dạ. Hợp với cái màu xanh nữa mẹ hết. Hai cái màu xanh hợp nhau rồi. Hồi nãy đi dạy chị dâu đó. Ăn đi dạy chị dâu đó. Là chuối đang thơm với cả màu xanh đẹp. À, mẹ dùng một cái dĩa để làm đều bánh trên mẹt vì bánh dày quá sẽ không ngon. Mình có hỏi mẹ rằng không nhờ con cháu phụ thì mẹ nói sợ làm không vừa ý mẹ là không được nên mẹ tự làm luôn. Vậy là từ khi bạn về là mẹ bắt tay vào làm một mình vậy đó. Xong rồi thì bánh sẽ được để nguội và ngày mai mẹ sẽ đi bán. Khoảng mấy tiếng là khô rồi mẹ? Chắc khô nguội đeo một cái đĩa. Dạ. Mùi lâu lắm. À, đi trả máy ra đi bán nó vừa. Ừ, cho con làm buổi sáng làm thì được. Dạ. Anh làm. À, để qua đêm sáng mai là bán là vừa đẹp luôn. Ừ. Bây giờ ra bánh ra sân ra. Mùi á, mùi là để mà cắt. Dạ. Cắt không thôi một sờ. Năm cứ. Dạ. Dạ. À, rồi đang phải nguội đó, cứng lại đúng không? Ừ, có. Cắt ra là có cái đường này. Ừ, cái đường là căng, bánh nó ngọt xấu ý. Dạ. Có nguội là ngon. Dạ. Vào khoảng 7 giờ kém á, thì mẹ bắt đầu đi từ nhà mình. Ở làng Láng xã Côn trên đường Hoàng Quốc Việt. Ra đến cửa rồi mà mẹ vẫn còn kiểm tra lại coi thử còn thiếu thứ gì không. À, thường thì mẹ đi trên tuyến đường là Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh rồi đến Ba Triệu. À, người dân ở khu vực này cũng đã quen với hình ảnh một bà cụ dáng mạnh mẽ, mang một bộ ba ba lụa, đôi nón lá và trên vai gầy là đôi quan gánh, nhún nhảy nhịp nhàng theo từng bước đi. À, lâu lâu có mỏi thì mẹ đổi bên vai. Thấy vậy chứ mẹ đi nhanh lắm mọi người. À, tuy không một lời rao nhưng mà đã là khách quen của mẹ thì cứ giờ đó đi ra là mẹ đi ngang rồi mua luôn.
Khi có khách mua, mẹ gái sẽ dừng lại và bày gánh nhỏ của mình ngay trên vỉa hè. Một bên gánh đựng mẹt bánh đúc và lá chuối. Còn mẹt bên kia thì xếp nồi mực đường, giáo tre, đĩa sứ và cau trầu để lâu lâu thì mẹ nhai cho vui miệng. Mình thấy không chỉ là người bán, người mua với nhau mà họ còn nói chuyện với nhau vui lắm. Hỏi thăm rồi động viên mẹ nữa. Điểm cuối của mẹ là ngồi bên cổng chùa Xuân Phú ở số 189 Ba Triệu, rồi bán đến tầm trưa thì về theo con đường cũ. Con nếu hết sớm thì mẹ sẽ về sớm hơn. Bây giờ mình sẽ ăn thử và review cho mọi người xem thử cái món ăn này có cái vị như thế nào nhé. Một cái dĩa của mình á, là 20.000, đáng lẽ ra là sẽ có 10 miếng như thế này, được cắt hình thoi như thế này. Tuy nhiên mình vẫn mua 20.000, nhưng mà mình chỉ lấy 6 miếng để ăn cho mọi người xem á, tại mình sợ là ăn không hết. Và mẹ có bày cho cách ăn đúng của cái này là đầu tiên phải cuộn cái mật này vào này mọi người. Cuộn mật vào cái thanh tre như một hình cái dao như thế này. Và sau đó là bước thứ hai là đấm thẳng vào bên trong. Như vậy ăn là đúng cách của người Huế. Mình xin được vào ngôi kẻ trong chùa mọi người, ngay chỗ mẹ bạn luôn. Có một cái ngôi chùa, vào đấy để mà âm thanh nó cũng đỡ ồn hơn. Đầu tiên là mình sẽ ăn trước một miếng bánh đúc, nhưng mà chưa chậm nha mọi người. Chưa chậm nha, thì xem cái vị nó như thế nào. Đây, mời mọi người nhé. Bánh có màu xanh rất là đẹp. Lúc mà chưa chậm á, thì bánh là tất nhiên nó sẽ lạc rồi. Cái điều thứ hai á, là nó có một cái đồ kết dính, một cái đồ sân sật nhẹ. Bây giờ mình sẽ thử cái mật này như thế nào. Mật này thì được nấu từ đường và một số cái nguyên liệu nữa. Mật á, nấu từ đường nhưng mà nó rất đậm vị mọi người. Nó không quá gắt, tại vì có thêm chanh thêm đồ nên nó không quá gắt, nhưng mà nó rất là đậm. Mọi người mà ăn trực tiếp thì sẽ cảm nhận được. Rồi bây giờ mình sẽ ăn đúng cách theo mì bay. Sẽ cuộn cái mực này vào cái thanh tre làm thêm cái dao này, và sau đó xiên thẳng vào để bánh đúc. Đúng là khi bánh đúc mà hòa quyện vào với mực á, thì nó tạo đến một cái sự hài hòa, làm cho cái đường nó dính vào bên trong bánh, thì bánh nó có vị ngọt hơn và đường nó cũng sẽ đỡ ngọt hơn. Thường thì mẹ sẽ tới đường Ba Triệu này vào khoảng 8 giờ, thì mọi người có thể là ra đây ăn sáng, hoặc là mẹ bán từ khoảng 8 giờ đến 11 giờ á, thì nếu mọi người đói á, có thể ra đây làm bữa lỡ cũng khá là hợp lý. Mình biết á, là có người còn làm được bánh đúc này ở Huế. Tuy nhiên, để mà làm ngon và bán mấy chục năm như mẹ gái, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cả cái tâm và sự yêu nghề của mẹ nữa. Món bánh này làm kỳ công và cũng chỉ còn mỗi mình mẹ bán thôi. Chúc mẹ sức khỏe và các năm sau nữa vẫn thấy một mẹ già gánh món bánh truyền thống của Huế hiếm thấy đi trên các con đường. Không cần rao nhưng ai cũng biết đó là mẹ. Mê gái bánh đúc mật. Rồi như vậy thì hai ngày qua mình cũng đã vừa quay và giới thiệu để mọi người một nghề nhân làm bánh, món bánh đúc mật của Huế. Món này thì hiện tại chỉ còn duy nhất mê bán thôi. Và món này hiện tại thì chỉ còn duy nhất mê bán thôi. Và để mọi người đến thử thì cũng tránh thủ đến thử, tại vì sắp đến mùa hè mê sẽ không còn bán nữa. Mình cũng xin dừng video tại đây. Mọi người nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.